Thaco kính mời quý vị xem tiếp chương trình trên kênh HTV9. Chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022 sẽ có những nội dung chính sau đây.